Thông tin từ Công an Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân về việc bị một người đàn ông gọi cửa, sau đó ném vào trong nhà một bức thư xin ngủ cùng. Nhận được đơn trình báo, Công an Phường Đại Kim đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an Phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera, xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin ngủ cùng là một người đàn ông gần 80 tuổi. Đến ngày 2 tháng 7, cô gái đã có đơn đề nghị đến Công an Phường Đại Kim xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn nêu rõ, vào ngày 1 tháng 7, nạn nhân DMV có lên công an phường Đại Kim trình báo sự việc xảy ra vào đêm 28 tháng 6. Một người đàn ông lạ mặt có hành vi quấy rối tình dục đối với P bằng hình thức viết thư xin ngủ cùng. P nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn trình báo, không xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn cơ quan công an có biện pháp răng đe giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. Nạn nhân cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện không bị ép buộc gì. Theo nội dung chia sẻ, Khoảng gần 1 giờ ngày 29 tháng 6, trong lúc chị DMP, 21 tuổi, đang là sinh viên, ở nhà một mình tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm gọi cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném bức thư vào trong nhà. Bức thư này được cô gái đăng tải kèm bài viết có nội dung thô tục. Kết thư, người này còn ký tên là anh hàng xóm. Theo chia sẻ của chị P, sau khi ném thư vào trong, người đàn ông còn hai lần quay lại gõ cửa. Sau đó chị P đã đến công an phường Đại Kim trình báo.